xong rồi em chia tay với bạn đó, em buồn quá, em mới vô em đăng ký một cái tên ở trong cái trang web hết á, cái xong cái em lướt lướt cái ông này ổng mới nhắn tin cho em, cái em bấm vào cái avatar em thấy tươi dạ. Mà lúc đó nhắn tin cho em bố láo lắm, em xin hỏi của anh là có gì gọi nha, xong anh đi nhậu. Đi ăn lần thứ hai. Lần thứ hai đi đâu? Đi nhậu. Lần thứ ba là đi nhậu xong đi khách sạn. Là đi khách sạn luôn. Lúc đó là em cũng hơi xỉn rồi. Nhưng mà chở em đi là em biết á, nhưng mà em đến xin để cho chở đi. Nhưng mà khi mà em bắt đầu có nhận thức lại á thì em quay qua em nói chứ chết rồi. Em ăn dạ ông này liền. Em nói chứ anh ơi anh có thương em không anh? Cái ông kia thương. Em kia thương thì cưới em nha anh. Cái ông kia bảo cưới thì cưới. Thôi em nghĩ trong đầu chứ thằng này bị khùng mấy gì á ta, em suy nghĩ gì đó. Xong cái bắt đầu là từ khách sạn ông chở em về nhà. Cái em mới nói chứ anh ơi anh nói giỡn hay nói thiệt nha anh. Cái ông mới nói câu là em nhớ tới giờ là lời nói mà đâu phải tờ giấy trắng đâu em, xé là thế. Ra tưởng Ngô Kiến Huy không à? Dạ em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và khán giả đang xem chương trình. Em tên là Nguyễn Thế Mạnh, em ở Thủ Đức, là chủ salon Khai Cát Vương. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là My, 30 tuổi. Em hiện là tổng giám đốc công ty Thế Giới Nội Y. Mà là em bán kinh doanh online hay là em có một chuỗi cửa hàng, một chuỗi shop? Dạ em có một chuỗi cửa hàng luôn. Rồi chị sẽ ghé. Dạ cảm ơn chị. Bây giờ có thể chia sẻ cho anh để chương trình được biết rằng là hai em lần đầu tiên quen biết nhau như thế nào? Tụi em á là quen nhau ở mạng xã hội dành cho người độc thân. Lúc đó là em có một cái mối tình 4 năm. Thì xong rồi em chia tay cái bạn đó, em buồn quá. Em mới vô em đăng ký một cái tên ở trong cái trang web hết đó. Cái xong cái em lướt lướt cái ông này ổng mới nhắn tin cho em. Cái em bấm vào cái avatar em thấy tươi. Mà lúc đó nhắn tin cho em bố láo lắm. Em số điện thoại của anh à, có gì gọi nha. Xong anh đi nhậu. Chắc lúc đó là ảnh là chắc là có người yêu rồi cho nên mới kiểu thả thính gì đó đúng không? Dạ không, lúc đó là em mới chia tay con gái cũ xong. Bạn bên đây cũng chia tay. Bạn bên đây cũng chia tay. Hai đứa cùng một lúc giống như đồng cảm á. Sau đó thì là em có gọi cho ảnh không? Dạ không, em không gọi. Lúc đó là lúc em còn trẻ, nhiều người theo đuổi lắm. Cho nên là em cũng không quan tâm mấy, nhưng mà em cảm thấy là có ấn tượng. Tại vì những cái người kia là phải nhắn tin hẹn hò đưa đón rồi. Ông này không vô ông quăng cái gì. Mình cảm thấy là cũng thể có thích tới dạ. Xong rồi mấy hôm sau nữa cái ổng thấy em chảnh quá, em không thèm trả lời, ông lại nhắn tiếp. Đó. Nhắn mấy lần? 2-3 lần. Cái xong cái tụi em mới add cái Yahoo, ngày xưa là Yahoo. Tụi em nói chuyện với nhau được vài lần thì ra gặp. Tại sao lúc đó em lại chọn bạn này để em nhắn mà lại nhắn một cách mà thờ ơ vậy? Dạ không, em thích á, thấy nhỏ nhỏ dễ thương. Mà hỏi thiệt nghe, lúc đó là em thả một mình cô này thôi hay là thả cho nhiều cô? Cũng 4-5 cô. 4-5 cô. Chuyện đó em biết không? Dạ bây giờ em mới biết. Em biết là ví dụ mình nói nhiều á nó cũng không có hay. Tại em nghĩ chắc ai cũng nói nhiều vậy. Bây giờ mình nói ngắn gọn. Tức là có đường hướng sách lược hết trơn. Cái đó là cố tình chứ không phải là vô tình đâu nha em nha. Rồi á, như vậy thì là khi mà lần đầu tiên hai đứa gặp nhau ngoài đời á thì cái ấn tượng có giống như là lúc mà nhìn hình avatar không? Dạ không. Sao? Tất cả chỉ là lừa đảo thôi. Cái gì? Ông này nghĩa là trên hình là đẹp nữa. Tức nghĩa là trên hình có tóc nhưng mà ra ngoài là đầu chọc lóc. Dạ lúc đó em cắt đầu đinh xác luôn. Rồi còn em sao? Thấy giống trong avatar không? Dạ. Gặp là sốc liền không? Tiếng sét ái tình nổ ra. Không, đúng cái kiểu mà đang thích cái kiểu điều. Điều cái vỏ. Gặp lần đầu thì đi đâu nè? đi ăn lần thứ hai đi đâu? Lần thứ hai đi nhậu lần thứ ba là đi nhậu xong đi khách sạn. Là đi khách sạn luôn. Lúc đó là em cũng hơi xỉn rồi. Nhưng mà chở em đi là em biết á, nhưng mà em đến thân để cho chở đi. Nhưng mà khi mà em bắt đầu có nhận thức lại á thì em quay qua em nói chứ chết rồi, em ăn dạ ông này liền. Em nói chứ anh ơi anh có thương em không anh? Cái ông kia thương. Em kia thương vậy cưới em nha anh. Cái ông kia bảo cưới thì cưới. Thôi em nghĩ trong đầu chết thằng này bị khùng mấy gì đó ta, em suy nghĩ vậy đó. Xong cái bắt đầu là từ khách sạn ông chở em về nhà. Cái em mới nói chứ anh ơi anh nói giỡn hay nói thiệt nha anh. Cái ổng mới nói câu là em nhớ tới giờ là lời nói mà đâu phải tờ giấy trắng đâu em, xé là thế. Về xong cái ổng mới mời ba mẹ qua nói chuyện với ba mẹ em. Là trong khoảng một tuần lễ thôi. Mà trong tuần lễ là em mất ngủ. Em mất ngủ. Sợ ổng xé thiệt. Dạ em sợ là giống như về cái lóc hết Facebook này nọ kia á. Là trốn luôn á. Em tại vì không biết nhà cửa, không biết đâu hết á. Tụi em mới gặp có 3 lần là tụi em quyết định cưới luôn. Như vậy là bao nhiêu lâu là cưới? 2 tháng. Tới tháng 8. Đúng rồi. 2 tháng sau cưới luôn. Là ông đám hỏi tới tay năm sau là cưới luôn. Ngắn gọn luôn. Gia đình em mất hồn không? Mới đầu là mẹ em không chịu cho cưới. Sao vậy? Mẹ em đâu biết là ai đâu, hỏi nó đâu, ba má nó là ai, nghề nghiệp nó làm sao. Em mới nói với mẹ em chứ thôi mẹ ơi giờ mẹ cho cưới đại đi chứ không mốt có bầu cũng vậy.
thôi gì phải tranh thủ liền. Ừ, dạ. Lúc đó mẹ nghe rồi mẹ nói mẹ quản hồn em cho cưới liền. Nhanh đến nỗi mà có khi nào ba mẹ em quên ông này không? Chưa kịp nhớ tên đó. Dạ có. À, anh kể đi. Lần đó là thôi nôi con của anh vợ, bà vợ em dắt đi chào dòng họ. Cái xong bà vợ em giới thiệu là này cuối năm nó cưới My nè, cháu nó tên gì anh ba. Cái xong cái bà vợ em con tên gì con. Tôi có nhận sau cái nó giận tên Mạnh. Cái mà anh ba cháu nó ở đâu vậy anh ba? Thì quay qua hỏi con ở đâu vậy con? Nhớ luôn. Dạ. Không biết luôn á. Dạ. Mà hai đứa là cưới bao lâu rồi? Dạ 8 năm. Wow, trời đất ơi, 8 năm rồi đó hả? Dạ. Như vợ chồng mà mới cưới ngày hôm qua vậy đó. Không thấy có, em hơi bất ngờ đó. Em tưởng đâu là chắc ông bà như là cưới nhau là mới đây thôi. Mới đây thôi. Mấy bé rồi? Dạ 3 bé. 3 đứa. Wow. Từ sau khi cưới cho tới bây giờ thì các em có những cái chuyện gì nó xảy ra trong gia đình hay không? Có những cái biến cố gì xảy ra trong cái đời sống vợ chồng em? Dạ có. Nhiều không em? Dạ hơi bị nhiều. Tại vì tụi em không có thời gian tìm hiểu. Tụi em là tiến tới nhanh quá, cưới xong rồi bắt đầu sau khi cưới về thì hai vợ chồng mới bắt đầu tìm hiểu. Thì có những cái giống như là mình sốc thì... Ví dụ những cái gì? Em ở nhà là em là con cưng, là ba mẹ không cho làm gì hết. Này thì ở nhà giống như là mẹ cũng cưng, mẹ cũng không cho làm gì hết. Ông đi làm về cái ông tụt cái quần ông quăng giữa nhà, ông kêu giặt đi em. Nhưng mà giặt tay nha, đừng có giặt má nha, hư quần anh. Nhưng mà em cảm thấy trời ơi sao vậy, tôi thấy mình sốc vậy. Dạ. Ngoài cái việc đó ra thì tụi em gây nhiều nhất là do lúc đó hai vợ chồng cưới nhau về khổ quá. Hai vợ chồng không có kinh tế. Ông này ông đi làm tiệm điện thoại một tháng không được luôn, có 2,5 triệu thôi, mua tả sữa cho con hơn 1,5 triệu rồi. À về là có con liền hay sao? 9 tháng sau, đúng 9 tháng sau là em sanh đứa đầu tiên. Ba mẹ em cũng có giúp thì giúp phần nào thôi. Xong cái hai vợ chồng từ đó cái lục đục, kiểu như ông này ông về nhà ông thấy em ăn ở không em chăm con ấy. Còn ông đi làm ông cũng cực quá. Cực quá. Dạ, cái lời qua tiếng lại. Tụi em ly thân tổng cộng là 3 lần. Ly thân một lần bao nhiêu lâu? Có em chỉ nhớ lần lâu nhất là 6 tháng. Ông về nhà mẹ ông ở. Mà lúc đó là mấy bé? Đó là mới một bé. Tức là hai đứa lấy nhau là ở bên nhà em. Dạ, đúng không? Cái chuyện mà một túp liều tranh hay quả tim vàng là nó không thể nào có được hết. Quá khổ. Và nuôi thêm một đứa con nữa. Tụi em khó khăn quá cho nên là lục đục. Mình đó em nghĩ là thôi luôn á chị. Em là lúc đầu là em đuổi đi. Em đuổi đi xong mà đi cái em hối hận liền luôn. Em hối hận liền xong mà em cũng có qua năn nỉ. Em kêu thôi giờ ở với em đi này nọ. Ông này là ổng quyết tâm ổng bỏ em luôn mà. Cho nên là ổng đi luôn. Ổng không ra gặp em nữa. Em tới chỗ làm em kiếm nhưng mà không ra. Xong cái em về em nói thôi xong rồi. Cái em mới đi ra văn phòng luật sư, cái em nhờ người ta soạn cái đơn ly dị rồi đó, xong xuôi hết. Tụi em không ly dị được là tại vì lúc đó em mù giấy tờ lắm. Đó đem tới cho người ta, cái người ta nói thiếu cái này thiếu cái kia. Xong rồi bây giờ em muốn làm nhanh thì đưa anh 10 triệu đi, nói em không có tiền. Cho nên là thôi em cầm tờ giấy đó về. Trong cái thời điểm mà 6 tháng đó khi mà em không gần vợ em á, không có gần con em á, thì lúc đó em có gọi là gì? Cảm nắng một cái người nào khác không? Dạ không. Hay là chỉ cắm cúi đi làm thôi? Dạ đi làm kiếm tiền thôi. Đi làm kiếm tiền. Cái ngày mà hôm mà đến mà làm quề với vợ thì lúc đó làm sao? Dạ hôm đó là đi làm em dành dụm được ít vốn rồi. Dạ cái xong em xin nghỉ, bắt đầu chạy về năn nỉ nghỉ vợ. Nói chung là lúc đó cảm thấy kinh tế em tự em lo được nha. Có nghĩa em tự tin hơn về cái chuyện có thể lo cho vợ con. Dạ. Em về em nói chuyện lại với vợ và xin hàng gắn lại thì nó có khó không em? Lúc em trốn là em biết là thí dụ em trước đó em đã trốn rồi mà giờ em quay lại là rất là khó. Em biết là thời gian đó trong ngày là đang ở nhà cái bạn kia, cái sao em chạy qua em năn nỉ quỳ gói em năn nỉ. Quỳ gói năn nỉ luôn hả? Ổng là ổng nhắn tin cho em mấy ngày trước rồi nhưng mà em không trả lời. Em chặn hết luôn. Xong cái ổng mới biết em ở nhà bạn của em. Ổng chạy qua tới nơi, ổng tông cửa vô, ổng quỳ gói xuống khóc. Em ơi, em tha cho anh đi, em muốn về với mẹ con em. Lúc đó em bé mấy tháng rồi? Dạ con em khoảng 10 mấy tháng. Rồi lúc đó em làm cách nào để em nuôi được con? À lúc đó là bắt đầu em có kinh doanh cái đồ nội y rồi. Dạ là có vừa đủ tiền tả sữa cho đúng nó rồi. Cái em mới suy nghĩ trong đầu em chứ thôi giờ con của ổng thì ổng thương chứ giờ lỡ em thương người khác người ta đâu có thương con em đâu. Thôi quay lại. Dạ cái xong cái quay lại xong thêm hai đứa nữa. Bây giờ qua chuyện kia đi. Sao rồi ở với nhau 8 năm trời. Qua trải qua 3 lần sóng và gió. Vậy thì đó, vậy thì bây giờ về cái tật xấu thì như thế nào? Chấp anh kể trước. Chấp luôn á, chấp luôn, chấp kể luôn. Em thì em tính em nói chung chi tiết kỹ tính, em thích chu toàn á. Đâu nói em đâu, em kể nói dở kìa. Từ đó là bắt đầu mới ra tật xấu. Để bài bừa. Khác hẳn em đó phải không? Dạ được, hôm nào quơ dọn cái bắt đầu quay qua nói em bài.
Trong khi nguyên nhà là em dọn sạch sẽ hết luôn. Tức là bài hay. Con quên có bài hay không? Dạ có. Rồi còn thật xấu gì nữa nè? Xấu miếng ăn miếng ngủ. Chung ngủ thì hay ngủ trễ, khó ngủ, nhưng mà em đụng tới cái là gừ ghê lắm. Vậy hả? Gặp gừ bị cắn luôn á. Dạ. Tọc có phải không? Dạ. Đang ngủ mà khều khều tọc là lên cơn điên liền đúng không? Dạ đúng. Tọc giật chỏ. Dạ giật chỏ đồ á. Có ăn hiếp chồng không? Đánh chồng không? Có. Không có đánh nhưng mà ăn hiếp. Ví dụ em đi ra ngoài đường là em không dám dòm bậy bạ luôn. À là vậy thôi. Ngựa đi đúng một con đường thôi, đúng không? Mắc lại. Còn chuyện miếng ăn á, vợ em mới biết nấu ăn hồi lúc dịch tới giờ. Vậy là mới chưa được năm đó, dạ. Con gái. Trời ơi. Trước đó là không nấu luôn. Dạ ăn cơm tiệm hết luôn. Ôi, con gái ăn thì sao? Ăn cơm tiệm luôn. Ủa? Cho con ăn cơm tiệm luôn hả? Dạ. Rồi lúc mà khẩu phần lúc mà nó nhỏ đó thì sao, ai nấu? Dạ cũng mua cháo dinh dưỡng ở ngoài ăn. Trời ơi. Em ghét nấu ăn lắm. Nhưng mà sao ghét nấu ăn vậy? Em cũng không biết nữa. Em mỗi lần mà ổng thèm em ăn nấu cái gì đó là em được cái là em nêm nếm ngon. Đó ổng thèm thì em ơi xuống nấu nha. Em kêu không. Thời gian em nấu em sẽ kiếm tiền. Rồi anh muốn ăn cái gì em sẽ order về cho anh ăn. Xuống nấu giống như là em sẽ bị mất thời gian, với lại em không có đam mê. Em mê tiền hơn. Đấy là người phụ nữ của công việc. Rồi cái đợt dịch này bắt đầu mới là nấu đó. Dạ. Là làm online không á? Dạ đúng rồi. Cái đợt dịch này á thì là giống như là em có một bạn khách đó cũng thân. Bạn nó hay tới nhà chơi thì bạn nó thích nấu ăn. Thấy nhà em không nấu cái bạn nó nhảy vô bạn nó nấu. Nấu riết chồng em thích ăn gì bạn nó nấu đó. Cái một ngày nọ sinh nhật em, cái bạn nó nấu nguyên một mâm vậy nè. Trời ơi ông này xuống mà mặt ông hạnh phúc. Ông nói trời ơi em nấu nhiều quá vậy, ngon quá vậy. Cái em nhìn em nói chết rồi không được rồi. Chết rồi mình cứ lo làm quá. Dạ phải cẩn thận đó. Bắt đầu em mới học nấu từ đầu, em vô em nấu ngày nào em cũng nấu. Bây giờ là muốn ăn cái gì là không bao giờ đi ra ngoài luôn. Hay quá. Chúc mừng. Vậy là cô gái này có tài lắm nè. Cô gái này rất có tài, không làm thì thôi mà đã làm là đâu, đó là làm hay làm giỏi luôn đúng không? Đúng dạ. Vậy đó, quá tuyệt vời nha. Rồi bây giờ tới em đó. Em thôi thật xấu ảnh đi. Chồng em á hả, tật xấu là ổng hút thuốc. Ổng hút thuốc rất là nhiều. Ổng hút mà có lần ổng bị lao phổi luôn. Lao phổi mà lên phường người ta phát thuốc uống miễn phí luôn á. Rồi xong mà uống hết bệnh rồi về ổng hút tiếp bình thường. Ồ nguy hiểm lắm. Dạ. Mà nhà có con nít nữa. Dạ. Đó. Với lại chơi thế game. Cái đó là tật xấu rồi đó. Thuốc. Game. Dạ. Game xấu luôn đúng không? Có ghiền dữ lắm không? Dạ. Ổng thì công việc trong nhà con cái rồi thì ok, nhưng mà lúc mà ổng cầm vô cái máy là khoảng ổng đánh một trận đó 15 phút nửa tiếng gì là ổng quên hết con ổng là ai, vợ ổng là ai, kêu gì cũng nghe. Tập trung đó, tập trung vô mấy trận đánh đó. Dạ xong rồi đánh thua cọc quá đánh con. Có uống rượu không? Dạ có. Đó thấy chưa? Nè, hút thuốc nè, uống rượu thuốc. Nè. Game nè. Có gái không? Nữa, có ghen không? Mê gái không? Dạ, chồng em đặc biệt là không có mê gái mà gái nó mê chồng em. Dạ. Thành ra là bên này chắc ghen là dễ lắm nè đúng không? Cho hỏi lại bên này cái tật xấu của cô ấy á là có ghen không? Dạ có. Ghen dữ dội không? Thì ghen mới là vậy nè em. Ghen mới là vậy nè. Không có dữ mà cứ kiểu vậy là xong rồi đó. Dạ bên này cũng ghen luôn. Mẹ có ghen không? Em có ghen không? Dạ có. Bà bán đồ nội y nữ không mà ghen. Có ông đàn ông nào vô mua đâu? Dạ có. Ai vậy hả? Lúc đầu em cũng sốc lắm. Dạ. Vậy đó hả? Vợ mình làm mẫu chụp luôn á nhờ. Vì sao em thay đổi suy nghĩ lại. Nói thì này coi như công việc. Công việc, thôi. Dạ. Công việc đúng dạ. Không? À ghen là ghen cái đó đúng không? Còn sao là hết không. Mà bây giờ hết ghen rồi. Có bắt vợ nhìn dạ. Một hướng không? Coi như hai ông bà này đi có một hướng một cương vậy. Còn ông bên ông ta đi gì không biết luôn á, xe cộ kiểu gì. Kệ nó, kệ. Em nghĩ là con mắt liếc thôi chứ cái đầu không dám lắc. Chồng em đúng là cái tật xấu nhiều nhất là ghen á, nhất là ghen thôi. Tại vì giờ đi đâu em không bao giờ đi được một mình hết đó. Lúc nào cũng dắt theo. Dạ, đi gặp đối tác, gặp khách hay là bất cứ đâu là ổng đều đi theo em hết. Không bao giờ cho em đi một mình luôn. Em có mong muốn vợ mình thay đổi điều gì hay không? Vợ em thương em thì cũng thương rồi. Dạ, con lâu đừng lớn tiếng với em nữa thôi. Có người lạ xong rồi lớn tiếng với em á. Kiểu em hay tự ái. Những lúc lớn tiếng em tự ái vậy á, em có lớn tiếng lại với vợ không? Hoặc là về nhà có lớn tiếng với vợ hay không? Dạ không, em im. À em dạ. Rồi tới em. Em thì em nóng tính, với lại em dữ lắm. Em rất là dữ luôn. Cho nên là những cái mà em nói là em đừng có như vậy á, ổng không trả lời em, rồi ổng lại lặp lại giống như trên, lại gan em á. Đó thì em mới la lên.
Mà ông này ngộ, ông la lên cái là ổng chỉnh chu lại liền à. Thích như vậy, con người thích bị ngược đãi á. Sao kỳ vậy, sao kỳ em không giải thích cho vợ em hiểu luôn đi. Tại tính em hay chọc vợ em. À lầy đó hả? Vợ hay chọc. Đó thì giờ cuối cùng nè, có thích lớn tiếng hay không? Thôi vậy thôi, khỏi nói rồi. Thôi hai đứa tự điều tiết đi ha, một đứa 31, đứa 30 rồi ha. Tự điều tiết cái vấn đề trong gia đình đi. Tại vì hai người đã tự điều tiết nhiều lắm rồi. Ba lần ly thân là ba lần tự điều tiết rồi, đúng không? Rồi bây giờ cuộc sống vậy là ngon lành rồi. Ông chủ bà chủ hết rồi, đúng không? Ba đứa con rồi, tự điều tiết để hạnh phúc tiếp đi. Rồi, chúc mừng hai em. Chào hai em, mời em. Sao có gió máy trên mặt nữa là sao? Có hồi hộp không? Dạ không. Có run sợ không? Cũng thấy hơi lạnh nên là có hơi run mà không có sợ. Vậy tại sao bắt gió? Cách đi 3 ngày thì em bị bệnh cảm nhức đầu nên là vợ bắt gió cho nên là giờ nó mới mờ mờ bớt. Rồi bây giờ thầy giới thiệu về mình đi, em tên gì? Em tên là Việt Thành, hiện đang là giáo viên dạy môn tin học. Dạ em nay 31 tuổi. 31 tuổi. Còn em? Em tên là Hồng Châu. Thì hiện nay là em làm kế toán tự do. Cháu bao nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ em năm nay 30 tuổi. Bây giờ hai bạn gặp nhau trong một trường hợp nào ta? Cách đây 11 năm tụi em quen nhau là ở trong trường sư phạm. Em cũng học sư phạm luôn. Dạ hai vợ chồng đều học sư phạm hết. Rồi ví dụ cái tiếng sét ái tình đó xảy ra làm sao làm sao? Chứ là em là học bên khoa ngoại ngữ, còn chồng của em là bên khoa tin học. Cái sau đó là trong trường có một cái phong trào thể thao á, mà có thi đá banh thì bên khoa của em là ít nam lắm, cỡ có 2-3 người nam thôi. Nên là cái mượn hai người nam ở bên khoa tin học qua đá cho đủ một đội tao thành một đội. Rồi tiếng sét ái tình là trúng ở nhờ cháu banh đó. Dạ dạ. Nếu mà tôi đoán không lầm thì chắc có lẽ em là cái người mà trúng xét của cô này trước tiên đúng không? Sau cái trận bóng đá đó thì phải 3 tháng sau mới gặp lại. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì bên đó tổ chức giống như là lễ ăn mừng chiến thắng vậy đó, cho nên là mời em đi chơi chung. Trên cái xe chung thì mới gặp, luôn mới biết. Thì trên nó giống như là tính tình thì cũng rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người, cũng nhiệt tình lắm. Rồi ca hát ở trên xe đó vui rồi để ý thấy. Chị hỏi thiệt em là lúc mà anh này tăng cường vô đội đá banh của bên em á, em có để ý anh chưa? Hai ngày bạn bên tin học mà là giữ vị trí là tiền đạo. Nên là hai ngày này là ghi bàn, nên là thành ra là bên nữ của em là hâm mộ hai cái anh chàng này lắm. Anh kia có đẹp trai giống chồng em không? Dạ anh kia cao ráo hơn, trắng trẻo hơn. Tại sao em lại chọn anh này? Nhưng mà anh này có một cái vẻ bề ngoài đó, nó hơi lạ so với người khác. Ảnh dân đá banh hay là ảnh mặc quần anh thể thao, anh hay săn lên lửng lửng tới đầu gối à. Nước da cứ ngâm ngâm nhìn đến như là dân hay lúa, nên là em cũng hơi thấy là lạ là em để ý. Cái ấn tượng của em ban đầu về cô vợ của em sau này khi mà tại vì em nói là ba tháng sau lên xe là em ấn tượng về cô này đúng không? Dạ đúng. Em ấn tượng cái gì? Thứ nhất là em để ý là cái ngoại hình của cô là cũng tương đối là nam tính. Ủa gì kỳ vậy? Tại vì thích bận áo thun, bận jean đi chơi với bạn bè thì rất là mình thì mình một người rất là cá tính, vui vẻ hòa đồng, hoạt giống như là một cái hoạt náo viên vậy đó. Ở trên này là em mới để ý. Còn những cô còn lại trong khoa nữa thì lúc nãy là bọn em nói là cũng rất là nhiều nữ, nhưng mà do là mấy cô đó niên chìm quá. Em có ấn tượng về cái làn da của vợ em không? Tại vì bận quần jean với áo thun nên em để ý làn da cũng không thấy. Vậy hả? Rồi hai bạn là đến bao lâu thì mới chính thức là yêu nhau? Khoảng hơn 6 tháng sau. Ai là người tỏ tình đầu tiên? Có thể nói là vợ em. Trong thời gian mà mới bắt đầu mà để ý anh này á, thì em có gặp lại người đầu tiên của em. Thì ảnh cũng rủ rê em đi chơi nọ. Mà anh này cũng rủ rê đi chơi mà ảnh cũng không nói là thích mình hay là để ý mình gì hết á. Tính em nó dứt khoát, em muốn cái gì nó rõ ràng vậy, đúng rồi. Nên là cái hôm đó, buổi tối hôm đó là hai đứa uống cà phê. Cái xong rồi em mới nói với anh này luôn là bây giờ là Thành á thích làm bạn trai của Châu hay là làm bạn thân của Châu. Mà anh này thì cứ ngồi im không nói tiếng nào hết. Ngồi em cứ chờ đợi hoài mà chẳng thấy trả lời hết trơn. Cũng không nghĩ sao mà không trả lời trả giống gì vậy? Lúc đó em suy nghĩ là nếu mà trả lời là bạn thân á thì không được, tại không cái giống cái ý của mình muốn. Mà bạn trai thì mình cũng chưa muốn là vậy, mình muốn là người yêu thôi chứ không phải muốn bạn trai. Tại bạn trai cô này nhiều lắm. Cho nên là nghĩa là muốn hơn như vậy nữa. Em hỏi không có trúng. Rồi sau đó thì làm sao? Dạ sau đó chắc cỡ 1-2 tháng nó cũng không có nói ra. Nhưng mà anh này tiết kiệm lời nói yêu thương á. Lần đó là đi qua nhà anh bạn cũng học chung, nhà anh có đám giỗ là mời nguyên một nhóm qua ăn chơi vậy. Hai đứa cũng có uống chút xíu bia nên là rủ nhau ra buổi chiều ra Thuận Kiều Plaza ngồi chơi. Thì ngồi chơi cái tự nhiên hai đứa hôn nhau rồi quen nhau thôi. Làm trước rồi nói sau hả? Ra là hôn nhau. Dạ. Hành động hay lời nói. Bao lâu thì cưới nhau? Dạ phải tụi em quen nhau làm 7 năm mới cưới. Vậy là hiểu nhau quá rồi đúng không? Cũng không có hiểu nhau nhiều đâu chị, tại vì
Cái khoảng thời gian mà quen nhau thì tụi em cũng ít được gặp nhau lắm. Tại vì em thì bận vừa đi làm vừa đi học luôn. Mà nhà hai người cũng ở xa. Mỗi tuần chỉ gặp nhau được ngày chủ nhật thôi, có 2-3 tiếng thôi. Nên là cũng... chưa hiểu lắm. Dạ đúng rồi. Vậy là sau khi lấy nhau rồi chưa hiểu nhau ở chỗ nào? Lúc mà cưới nhau về thì thấy anh này anh là anh ham chơi lắm. Đi chơi là tới 11, 12 giờ mới về. Từ hồi lúc mà cưới cho đến thời điểm mà có bé mà được là hầu như là anh cứ đi chơi như vậy hoài. Ủa, nhưng mà tụi em ở chung với bên... Ba mẹ chồng. Dạ. Rồi ba mẹ của chồng có ý kiến gì trong cái chuyện mà chồng hay đi chơi đêm vậy? Phải chi mà mẹ chồng em mà nói cho em biết trước là tính chồng em ham chơi như vậy chứ em là em không dám nhảy vô. Tại vì á, lúc mà cưới xong rồi về nhà thì lúc đó là em mang thai, cái buổi tối cũng hay xuống ngồi chơi. Mẹ chồng em mới nói là bây giờ đỡ nhiều lắm rồi chứ hồi trước còn hơn như vậy nữa. Đó. Rồi còn ba chồng? Dạ, bố chồng em thì thôi bố chồng em không nói. Ủa sao vậy? Tại vì thường là tâm sự với mẹ chồng với con dâu thì nhiều chứ cũng ít nói chuyện với bố. Nhưng mà giữa em với bố chồng em á, không nói chuyện nhiều là có lấn cấn gì không? Nếu như em khó nói thì anh hỏi Thành. Dạ. Lúc mới về thì cũng chưa có gì lấn cấn. Tại vì do là ba em thì tính cũng kiệm lời lắm. Cũng ít nói lắm. Khi nào giống như là thường có gì thì lộ ra bên ngoài bằng cái hành động thôi. Còn trong quá trình mà sống với nhau thì mới có xích mích thôi. Tức là lý do về xích mích do là cái sự khác biệt về cái vùng miền á. Vợ em thì người Nam mà gia đình em thì là người Bắc đó, cho nên là có những cái phong tục tập quán, có những cái cư xử lễ nghĩa nó nhiều khi vợ em chưa có rành. Với lại thứ hai đó là cũng do người Nam nó cũng phóng khoáng á, cho nên là ít để những cái câu nệ, những câu chữ lắm đó, thì cũng có những cái vấn đề mà khó chịu xảy ra giữa ba của em với lại vợ em. Tức là ba em khó chịu với bà xã đúng không? Ví dụ như là trong bữa cơm gia đình á thì là ăn là phải mời hết tất cả mọi người trong bàn. Thì vợ em cũng có làm việc đó, nhưng mà ý là ba em muốn là nếu mà đã mời người trong bàn thì nếu mà có khách tới thì cũng mời khách luôn. Thì đó là một trong những cái chuyện mà vợ em chưa biết. Thì là vợ em chỉ nghĩ là mời em mời một lần rồi thôi, còn như khách tới sau thì khỏi mời cũng được, nhưng mà ba em thì không muốn vậy. Và cái chuyện đó nó còn xảy ra giữa em với ba bây chồng giờ, bây giờ còn tới bây giờ còn bây giờ thì nói chung là em cũng có kinh nghiệm nhiều thứ, không đến nỗi là những cái nhỏ nhặt nó xảy ra nữa. Nhưng mà có một lần á, bố em á đi chơi xa về thì bố cứ làm cái gì ong om á, đóng cửa cũng vậy nằm là em biết là có cái gì đó khó chịu đang, rồi bố đang bực mình dạ, nhưng mà em không biết chuyện gì thôi. Sau đó là tối em đi làm về thì mẹ chồng em á nói là bố về phải hỏi thăm bố này nọ rồi nói như vậy cho bố vui. Thì em nói là những cái chuyện đó là bố mẹ cứ nói góp ý với con, em cảm thấy nặng nề lắm. Nên là lúc đó em cái cũng xin phép là bố mẹ là cho em về bên nhà mẹ đẻ. Em ẵm con về luôn là vài ngày để em như bình tâm lại á, để mình suy nghĩ lại. Thì sáng hôm đó là em chuẩn bị về á thì bố mới gọi hai chồng em qua mới nói là cái chuyện nhỏ như vậy thì không được đi về nhà. Em mới nói là tại vì con cũng muốn về để mình như là bớt sự chết thôi. Dạ đúng rồi. Lúc đó thì như là bố mẹ vỡ ra. Bố nói hết cho em những cái chuyện mà trong cái lần đó thì bố mới nói được hết những cái mà bố kìm nén đúng không? Và em mới hiểu là tại sao bố lại như vậy. Thì sau đó thì em có hiểu bố hơn không? Tại cái thêm lại tòa đêm đó nữa. Em chỉ đứng khóc thôi. Em cứ nói với bố là nếu mà con ở xa cái gì á thì bố phải dạy. Sau đó thì em có về nhà mẹ đẻ được khoảng một tuần. Thì sau đó em vẫn về nhà chồng bình thường, không có gì hết. Thì cũng là nhờ những cái lời nói mà bố mẹ nói thẳng với em như vậy á thì em hiểu được về gia chồng, dình chồng của em nhiều chồng hơn. Dạ. Rồi lúc đó em sao? Thì cái sự việc nó xảy ra như vậy thì thực sự là em cũng không mong muốn. Chuyện cũng xảy ra thì em cũng mới nói vào là thôi thì cái chuyện này á là không phải là hai vợ chồng con có cái xích mích gì với lại bố mà mới sinh về bên ngoại, mà chẳng qua là vợ con thì cũng mệt rồi cho nên là muốn về bên ngoại chơi mấy ngày cho nó khỏe, thì mong bố thông cảm. Thì nói chung là bố cũng nói là nếu mà hai vợ chồng thấy muốn đi thì cứ đi, còn cảm thấy mà khó chịu quá thì muốn dọn ra ngoài ở riêng cũng được. Nhưng mà thực sự là hai vợ chồng em thì không phải có ý định như vậy, cũng xin bố phép bố là thôi đi. Em với vợ đi qua bên ngoại luôn. Em ở nhà em không có đi qua bên ngoại. Mà chị hỏi nè, sau khi mà vợ em về bên nhà mẹ đẻ đó, em thấy bố ưu tư, bố buồn, bố buồn vì cái việc đó không? Bố em là cái người mà cái cảm xúc nó không phải là chất chứa trong lòng mà dạng như để tâm để buồn hoài, tức là cứ nói ra là hết rồi thôi. Tại vì do là khó mà chia sẻ với mọi người cho nên là sau cái bữa đó thì bố chia sẻ xong thì bố em với lại vợ em lại đã hiểu nhau rồi. Tức là chỉ có cái là bố chỉ không hài lòng với cái chuyện là tại sao là đã hiểu rồi vẫn phải đi bên ngoại. Thì em mới nói là về nhà ngoại chẳng qua là để muốn vợ bớt mệt mỏi đi thôi. Rồi bây giờ thì giữa em và bố mọi chuyện ổn hết à?
Bây giờ thì cũng nói là tương đối cũng ổn rồi chị. Cũng hay là chắc nhờ em thay đổi và em hiểu bố hơn. Mình nói là bây giờ em cảm thấy là cái buổi nói chuyện đó em thực sự là rất là cảm ơn bố mẹ. Nhờ vậy mà em hiểu được bố mẹ nhiều hơn. Bây giờ chị nói em nghe nè. Thực ra tất cả những điều các cụ làm chỉ muốn rằng con dâu hoàn hảo. Tại vì thích khoe với họ hàng, bà con, chú bác. Đấy, dâu tôi vừa đẹp vừa xinh mà lại khéo léo, lại công dung ngôn hạnh. Đó, cho nên rằng nếu em hiểu được các cụ thì em sẽ thấy rằng những cái điều mà các cụ muốn là hoàn toàn chính xác. Mình chỉ tốt hơn thôi chứ mình không có xấu đi. Đó, cho nên rằng là chị rất mong là sau cái buổi ngày hôm nay á, thì thứ nhất là giữa em và bố giải tỏa hết đi, và bố sẽ thương em. Bố thương lắm, chị chắc chắn điều đó. Thì chị nghĩ rằng á, nhân cái buổi này á, em nói với bố đi. Chị chắc chắn là khi bố coi cái chương trình này á, bố cũng sẽ hiểu em hơn. Tại vì nãy giờ là em đã nói ra được tất cả những cái điều mà em muốn nói rồi. Thì sáng nay con cũng muốn xin lỗi bố mẹ. Nếu mà con có làm gì sai á, thì bố mẹ cứ dạy con như là con đẻ trong nhà. Đúng rồi. Con cũng mong là bố mẹ con thật nhiều sức khỏe. Con Thành, hôm qua chương trình này thì tụi con cũng gửi lời đến bố mẹ một lời cảm ơn. Nhưng là trong cuộc sống thì hai vợ chồng con không thể nào mà có những cái mà lúc nào cũng hoàn toàn là tốt được. Thì cũng nhờ có bố mẹ nhắc nhở thì tụi con mới được nên người. Em có muốn hỏi hai bạn này thêm cái điều gì không? Em đi, em muốn vợ em cần có cái điều gì đó thay đổi để làm cho hai vợ chồng vui vẻ và hạnh phúc hơn. Em chỉ muốn một điều thôi, vợ em kế thừa được cái nấu ăn của mẹ vợ em. Tại mẹ vợ em nấu ăn rất là ngon. Thì anh chị cũng biết thì gia đình bên em là người Bắc mà. Thì nấu ăn cũng quan trọng lắm. Rất là quan trọng chị. Cho nên là em chỉ mong muốn điều đó thôi chứ không có gì. Rồi về vợ hoàn hảo quá rồi, giờ chỉ có vụ nấu ăn thôi. Về rèn thêm nghe. Rồi. Nếu còn em mong muốn anh Thành anh thay đổi điều gì? Dạ, em cũng muốn Thành là dành thời gian để cho gia đình nhiều hơn, cho con nhiều hơn. Tại vì nhiều lúc ảnh làm về anh mệt là anh cứ nằm anh coi tivi, hoặc là anh nằm võng anh đung đưa vậy thôi, chứ hai đứa con là tự chơi. Thì em muốn là ảnh dành thời gian để chơi với các con nhiều hơn. Với cái mong muốn của hai bạn ấy, thì chị có cảm nhận rằng là hai bạn rất là yêu nhau đúng không? Mặc dù cái thời gian tìm hiểu như lấy nhau là dài vô cùng, 11 năm rồi năm. Cho nên là về các bạn ấy, thì chị chỉ mong rằng là tự các bạn nghe những cái lời mà gọi là mong muốn thay đổi, rồi các bạn tự điều chỉnh. Và cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình này. Rồi. Cảm ơn. Xin chào chú Quốc Thuận, xin chào cô Hồng Vân. Con là Phùng Duy Vũ, năm nay con 34 tuổi, hiện đang làm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Chào Vũ. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Đức Thuận. Con tên là Lê Quốc Thuận. Con tên là Lê Thị Kiều Trang. Công việc của con là kinh doanh và sản xuất son môi và mỹ phẩm. Trời ơi, bữa nay gặp toàn những người làm mỹ phẩm thôi. Kinh doanh mỹ phẩm làm đẹp đó, và thích làm đẹp nữa. Đó, rồi bây giờ kể cho chú Thuận nghe đi, là cái cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau, rồi lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau không? Thôi cái này con kể cho. Hai vợ chồng con á, chính xác là gặp nhau lần đầu tiên biết nhau á là trên Facebook. Lúc cách đây mấy năm? Dạ, cách đây là hơn 10 năm. Dạ, là hai con tình cờ chơi Facebook thì thấy Facebook của chồng con gửi lời kết bạn với con. Và cũng nhắn tin nói chuyện, hỏi chào em cho anh làm quen. Thì lúc đó là con cũng có người yêu rồi, thì con thấy anh chồng con lại là kết bạn chung với lại cái anh người yêu con, thì con cứ tưởng là bạn bè với nhau. Thì con cũng nói chuyện qua lại vậy, kiểu như là chào anh rồi mình làm quen. Rồi chị có hỏi thăm là em đang là sinh viên hay là đang làm gì á. Lúc đó thì con có người yêu rồi, cũng không có nói chuyện nhiều, cũng lơ là không có, xem như là kiểu làm quen trên Facebook thôi mà, nên mình cũng không có nói nhiều cho lắm. Rồi tình cờ thì gặp mặt nhau ở ngoài đời á, là gặp ở quán bún mắm. Thì thấy được anh này sao nhìn quen quen giống cái avatar mình thấy trên Facebook quá ta. Rồi sau đó thấy là chóng chóng ảnh một chút xíu là nhìn ảnh rất là mắc cười cô. Ấn tượng của con nhìn cái anh này là rất là mắc cười. Sao mắc cười? Dạ. Là do hàm răng đúng không? Lúc đó con chưa có nói chuyện làm sao con thấy răng. Mà ảnh á là áo sơ mi trắng, quần ống bắp lê vậy đây. Tóc thì cắt theo kiểu mà cúp y như cái máy ngố, cái gáo đậu dừa cụp lên đó. Con thấy ảnh rất là nhìn khá ấn tượng. Đúng là thập niên hồi đó đó. Đồ môi á. Kiểu mà dân hippie cho choi ngày xưa đó. Nhưng mà tóc dài không? Dạ không, tóc ảnh gọn gàng. Nhưng mà chỉ là máy ngố thôi. Máy ngố phải quần le, ống bát ta, quần tay ống bát y chang và xinh. Ủa nhưng mà cách đây là bao nhiêu năm ta? 10 năm. Hơn 10 năm. 10 năm thì lúc đó là mới là 2012 à. Dạ đúng rồi. Thời đó là người ta đã chơi quần ôm rồi mà ảnh chơi vẫn còn le vậy nè. Giữ mài ký ức. Dạ. Thế là con mới thấy ấn tượng, sau đó thì về nhà mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn và trao đổi số điện thoại cho nhau rồi mới gặp nhau. Nhưng mà bạn chồng thì có nhận ra cái bạn vợ là mình nói chuyện trên Facebook không? Dạ. Ôi mà ở bên mà. Có chị. Tại anh thích mà, đúng không? Dạ không, tại vì thời điểm đó là con cũng bắt đầu mới chơi Facebook.
Tại vì lúc con nói chung là mạng xã hội con cũng tiếp cận sau chút xíu. Thì khi đó thì Facebook thì ai cũng để avatar hết. Thì ra quán đậu là mình nhận diện được. Dạ, lúc đó con đi với bồ hay đi mình? Dạ, lúc đó con đi con một mình. Đi mình. Bạn này hôm đó là cũng đi mình. Dạ, con đi mình. Nhưng mà cái ấn tượng của con khi mà gặp bạn này thì ngoài thì như thế nào? Dạ. Bạn này thì ấn tượng con là nhìn mắc thấy ảnh vui vui và mắc cười và dí dỏm đó. Vợ con lúc đó nhìn thì lưng thì khom khom á, người thì luôn tịt, nhìn cũng mắc cười luôn. Dạ. Nhưng mà sao luôn, nghe không vậy? Nghe không? Thôi hư rồi, nghỉ. Rồi, rồi trời sao nhanh quá vậy. Rồi, nhưng mà sau đó là tối về thì ai là người chủ động nhắn tin trước? Dạ lúc đó thì con cũng đi làm rồi nên rảnh, tối về cũng không làm gì thì cứ nhắn tin hỏi em đang làm gì. Nói chung mình cũng không phải là giỏi trong việc tán gái nên những cái câu hỏi là đơn giản mang tính xã giao là nhiều. Dạ. Nhưng mà có nghĩa là con là người nhắn tin trước đúng không? Dạ đúng. Đang làm gì? Đó. Rồi xong rồi con cũng trả lời lại đúng không? Dạ, con trả lời lại. Và tại vì cũng lúc đó là con cũng đang quen một lần tới mấy anh lần, đang trong thời gian là kén cá chọn canh thử anh nào hợp với mình nhất. Con cũng bắt cá dữ quá. Nhưng mà là Dũng ơi, cái lúc mà con vô con like Facebook của cổ á, ngoài cổ ra không biết chắc là Dũng cũng like nhiều cô lắm đúng không? Dạ đúng rồi chú. Có nghĩa là ai đớp thính thì mình dính thôi. Dạ lúc đó tại vì mình cũng mới tập chơi Facebook mà nên lên mạng cũng rảnh, gặp ai là mình cũng thả thính rồi mình cũng kết bạn, mình cũng làm quen nhiều. Còn Trang là quen một lúc tới mấy anh lần đúng không? À, lúc con tính chính xác là thời đó là con quen anh bác sĩ, anh làm giáo viên trước, sau đó là quen một anh bên IT, rồi tiếp theo là quen anh bác sĩ, rồi sau đó mới gặp anh Dũng. Cuối cùng quen ông bất động sản. Mà lúc đó Dũng làm gì? Dạ lúc đó là anh Dũng còn đang là nhân viên bất động sản. Nhân viên trong công ty chủ đầu tư thôi. Nhưng mà lý do gì mà con quyết định coi như là chọn ảnh là người mà coi như con hàng tuyển đó, cuối cùng là con tuyển ảnh là người yêu cho mình? Cái này là cả một câu chuyện luôn. Là khi mà lúc mà con bắt đầu quen với ảnh á, là con cũng quen một lúc là bốn anh. Thì bốn anh đó con ở phòng trọ, con công khai lắm, cho biết địa chị luôn. Mấy ảnh cũng biết chỗ con mà, nên cái phòng trọ con nó có hai hẻm nên không bao giờ mà mấy ảnh đụng mặt nhau được hết trơn. Thì lúc đó con quen anh bên IT trước. Thì thấy anh IT là kiểu giống như là trẻ con quá. Cái gì cũng hỏi ý con, giống như là muốn thích cái gì, muốn mua cái gì là cũng phải hỏi con như thế nào, hỏi riết. Nên thành ra mình cảm giác là chắc là không bảo vệ được mình. Nên con không quen nữa. Rồi đến anh bác sĩ thì anh giáo viên á, thì ảnh thì thuộc dạng là kiểu gia trưởng á, gia giáo, gia trưởng lắm. Hở một cái nóng tính lên là có thể hạ cẳng tay với cẳng chân với mình. Nên mình cảm giác là người này không ổn. Cũng không bảo vệ. Dạ đúng rồi, không bảo vệ được mình. Mình đi lấy luôn. Rồi tới tiếp theo là anh bác sĩ. Thì anh ấy khá là tốt, tốt hết mọi mặt, về cả học thức cũng như là trong gia đình hai bên ấy. Thì con là đang lúc đó là con đã xác định là chắc là con cứ anh bác sĩ. Chứ anh này con cũng quen, nhưng mà con lại nói là anh chắc anh với em là quen nhau là bạn bè cho vui thôi, chứ không có thể tiến tới hôn nhân được. Tại vì khác đạo, con đạo Phật còn ảnh đạo Công giáo. Thì lúc đó ảnh cũng cười hi hi thôi, ảnh cũng nói sao tùy em. Nhưng mà đến lúc mà khi mà con quyết định xác định với anh bác sĩ rồi á, thì mới thấy anh bác sĩ có một cái tính gọi là chiếm hữu. Là bắt con nào là xóa số điện thoại, bẻ sim, rồi nói chung là không xóa số điện thoại của ai? Nói chung là xóa hết toàn bộ list bạn bè của con trên Facebook cũng như là điện thoại ngoài kia. Để cho kiểu như là nếu mà đã xác định yêu anh rồi á, là em phải cắt đứt hết toàn bộ những cái gì liên quan quá khứ của em hết, mối quan hệ mới đúng không? Nhưng mà kiểu ép buộc mình làm cho bằng được á. Thế là con mới thấy vậy, nên con cũng không chịu được cái tính đó, tính con rồi, thì cũng bán bướng luôn. Thế là con mới quyết định chia tay. Thì trong thời gian con chia tay là cũng tết thì con cũng nói với anh này là em có người yêu rồi, nhưng mà không biết sao ổng cũng cầm điện thoại lên, tự nhiên ổng gọi điện thoại ổng hỏi thăm con. Ông hỏi Trang tết năm nay vui không em. Thì con cũng bất ngờ, tại vì bình thường là mình thấy là mình từ chối với người nào á, mình nói thẳng là mình đã có người yêu rồi này kia á, thì hầu như là người ta đã xa, không liên lạc với mình nữa làm gì hết trơn á. Vậy mà ảnh vẫn liên lạc với con, nên con mới quyết định là thôi thử nói chuyện với nhau xem sao. Thì rồi sau đó là sau tết xong thì hai vợ chồng con lại gặp nhau nhiều hơn sau cái dịp tết đó. Rồi còn bạn này sao, lúc đó là có người yêu chưa? Dạ lúc đó thì con chính xác là cũng mới học xong ra trường, thì cũng nói chung là cũng chưa có ai mà gọi là mình xác định yêu lâu dài hết. Nhưng mà Dũng ơi, nhưng mà khi mà nghe cổ nói là
về những cái mối tình của cổ, nhưng mà sao Dũng vẫn kiên trì gọi là theo đuổi cổ vậy? Tại vì con cứu bộ ảnh nhiều lần rồi cô. Cứu bộ sao? Cứu bộ sao? Trong lúc mà ảnh tán con á, là ảnh cũng có mấy cô theo đuổi ảnh à. Mà theo đuổi kiểu mà bám riết luôn, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện thoại hết trơn á. Sau đó thì ảnh mới có một cái cô kia ở ngoài Thủ Đức. Cô đó ngày nào cũng gọi điện thoại nói anh ơi em nhớ anh này kia vậy đó. Anh có thể sắp xếp thời gian bữa nào xuống gặp em được không? Lúc đó con hỏi ảnh mới nói với con là bé cha, là lúc đó mới bạn thôi, chưa có yêu. Bé cha, anh nhờ cái này, hỏi nhờ cái gì vậy anh? Đóng giả làm người yêu anh xuống từ chối tình cảm người ta được không? Chứ không cơ người ta nuôi tình cảm với anh kỳ quá. Cái con mới nói, ủa hết trò rồi sao vậy? Mới bạn bè quen nhau có bao nhiêu đâu. Cái anh nói thì đang nghĩ xuống từ chối giùm. Thế là... con đồng ý luôn. Con đồng ý. Thì con lúc đó thì con đồng ý xuống gặp cái chị đó. Cái xuống gặp chị đó xong cái anh mới giới thiệu là em đây là bạn gái anh. Thì cái chị đó vẫn cố chấp á. Ê, anh đừng có thuê một người nào đó đóng giả bạn gái anh để đẩy xa tình cảm của em ra xa này kia. Cái ổng này ổng mới chứng tỏ, ổng mới chứng tỏ với cô đó con là bạn gái. Thế là ổng ôm eo nắm tay nó khóc, đây là người yêu của anh thật. Sau này là ổng chờ bé Trang ra trường là anh cưới. Thế là cô đó mới nói là nếu mà anh đã có người yêu rồi thì thôi em sẽ không làm phiền anh nữa. Mà đúng là con nói dối, chứ biết tối về ổng chở con về giữa đường con bị nghiệp quật luôn. Xe tắt máy chết máy, con đi bộ lết về tới phòng trọ con. Về tới phòng trọ con là đóng cửa luôn, làm con ngủ khách sạn hết một đêm ở ngoài. Tại vì là về khuya quá con. Nhưng mà là hai đứa phải đi ra khách sạn chứ. Dạ, ảnh thì về phòng trọ còn con thì ở khách sạn. Quăng con mình ở khách sạn luôn. Dạ lúc đó con sao Dũng không lên giả luôn đi. Chưa thân. Nhưng mà chú hỏi nè. Mặc dù là giả giả nhưng mà cái lúc mà ảnh nắm tay rồi ảnh ôm mình vậy á, tối về ngủ ở phòng trọ một mình có xuyến xắn, có sao xuyến, có nghĩ tới cái nắm tay đúng không? Khách sạn chứ. Đêm đó là ngủ khách sạn mình. Chú hỏi nè. Con thấy anh này cũng ngộ ghê, mà cũng chắc ảnh là mẫu người không có thích trái gú lung tung. Cái con đánh giá là tại vì nhiều người người ta sẽ không có phải là từ chối thẳng thắn những cái mối tình cảm của con gái khác mây khoanh với ảnh. Mà ảnh lại chọn mình ra rồi cũng từ chối thẳng tình cảm với người ta để người ta không nuôi hy vọng. Mình thấy ảnh cũng là người rất là rõ ràng trong chuyện tình cảm. Thì chắc là quen ai thì cũng sẽ xác định rõ ràng với người đó. Nên lúc đó là con mới sau này á, ảnh mới đọc mới thấy là cũng chưa chịu nói rằng là thích con đâu. Cũng chưa chịu công nhận là thích con. Cho tới lúc mà bạn thân của ảnh ấy đi chơi nguyên một nhóm bạn thân. Bạn thân của ảnh chở con đi đi chung với nhau á. Thế là xe ảnh bị hư, con leo lên xe bạn của ảnh. Ảnh thấy vậy xong ảnh ghen. Ghen rồi ảnh mới chịu, lúc đó ảnh mới chịu thừa nhận là ảnh thích con. Lúc đó ghen sao đâu Dũng? Đó. Tại vì nói chung là trong người nó ấm ức. Tự nhiên đang đi chơi với mình mà leo lên xe người khác để chở đi, mình cảm giác bực bội. Ghen, cái cách ghen của Dũng như thế nào? Tức quá mà đến nỗi về con bán cái xe đó đưa con mua xe mới luôn. Khỏi chết máy luôn. Giận cái xe chết thì máy. Thì bà vậy mới nói đó. Cho nên chắc là nghĩ là tại cái xe mà bà đi bà. Đúng đó. Rồi vậy nè, vừa tức cái vụ xe mà vừa nhìn thấy cái người mình thương rồi, lại leo lên xe cái thằng quỷ kia đi nữa. Nên tức càng tức thêm đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đến từ lúc mà cái vụ chiếc xe đó rồi đến lúc mà cái đứa yêu nhau đó là bao lâu? Dạ nói chung từ lúc đổi xe đó. Dạ tụi con cũng khó khăn thì nói chung mà lúc đầu thì đúng là quen trong cái mối quan hệ là chưa xác định, nhưng mà từ lúc đổi xe đến lúc mà hai đứa thương nhau thật tình á là cũng 2 năm sau mới cưới rồi. Dữ vậy. Vậy là chắc lẽ là trong cái lúc mà yêu nhau chắc khó khăn lắm đúng không? Dạ, gia đình hai bên có căng cản là yêu 2 năm, yêu 2 năm, yêu 2 năm đó. Như vậy là trong 2 năm đó đó có lần nào thôi nhau không? Đó. Hay là suôn sẻ luôn cho tới lúc cưới? Có, ảnh không bao giờ nói con chia tay. Con rất là thích thương ảnh ở chỗ là có tức như thế nào, có giận cỡ nào, con có làm gì sai như thế nào, ảnh cũng không bao giờ nói hai từ chia tay. Mà con tăng con nói. Con thì có. Con nói là lần đầu tiên mà con nói câu chia tay á, là con thấy là khi mà con nói với ba mẹ con là khác đạo ấy, thì ba mẹ nói đó, cái này khó lắm nha con. Tại vì nguyên cái dòng họ bên nội của con là đều theo Phật hết, và cũng có hai cô đều là đi tu làm trụ trì này kia nữa, nên cái tôn giáo nó cũng nghiêm ngặt về vấn đề đó. Mà con lại là cháu đầu tiên được gả đi nữa trong dòng họ, thành ra là người ta cũng nói là muốn là cùng đạo để cho làm mấy cái lễ ở ngoài chùa này kia cho cô vậy đó. Mà con thì lại khác đạo, thì nó mới hơi khó khăn ở cái vấn đề đó. Nhất là con có nói chia tay với ảnh thì ảnh mới nói rằng là đạo nào cũng là đạo, cũng tốt đời đẹp đạo mà. Em đừng có vì cái đạo đó mà nói chung là chấm dứt cái mối tình cảm này, tại vì anh thương em thật lòng. Là cái đó là con nói chia tay là ảnh khuyên con như vậy á.
là rồi, lần cái không chia. Dạ. Khi anh nói ra điều đó là không chia. Dạ con suy nghĩ. Không có chia. Ồ. Nhưng mà rồi lần thứ nhì là gì? À, lần thứ nhì mà chuẩn bị chia tay thêm lần nữa là lần mà bắt đầu là đám hỏi. Đám hỏi là con nói con chia tay. Sao là tại vì lúc đó là con tưởng mọi thứ là được ba thuyết phục, được mọi người đồng ý cho hôn nhân rồi, tại vì thấy hai đứa con cũng tới với nhau lâu rồi nè, cũng đưa nhau về nhà rồi thì con cũng tưởng là gia đình đồng ý. Nhưng mà tới cuối, tới lúc mà đám hỏi thì bên nội gọi, có một cuộc điện thoại của bên nội nói là đám hỏi của Trang là cả dòng họ không đi đó. Thế là tối đó là con lại khóc thêm tăng nữa. Con mới nói là con mới khóc, con mới nói là nếu mà dòng họ không đi là em tủi thân lắm, hay là mình chia tay đi. Trời. Thì ảnh mới nói là chứ ảnh mới nói là không sao đâu mà, chứ mình đã đi tới bây giờ rồi mà con nói lại thêm tiếng con đòi chia tay thì làm sao mà được. Rồi cũng dỗ. Sau đó ba mẹ mới gọi lên, ba mẹ nói là ba mẹ thuyết phục được ông bà nội đi dự đám hỏi của con rồi, với lại bà nội mà ông bà nội mà đi á là cả dòng họ ai cũng sẽ đi. Rồi nói vậy xong cái lúc đó con mới bình tĩnh trở lại, cái con mới quyết định quyết tới hôn nhân hơn. Vậy là ngon lành. Nhưng mà bây giờ vẫn đào ai nấy giữ hay là con đã theo anh rồi? Dạ đào ai nấy giữ. Dạ. Vậy rất là hay. Thoải mái rồi. Bây giờ hai bạn là có mấy bé rồi? Dạ hai bé. Hai bé của tay với kia. Đó, thấy chưa, đào ai nấy giữ. Dạ. Anh thích cái điều đó. Dạ. Tại vì ba mẹ con cũng quý ảnh vì ảnh có được cái năm không. Không nhậu, không gái, không hút thuốc, không rượu chè, không cờ bạc luôn. Trời ơi. Nghe anh năm cái đó không có. Ta tứ đổ tường không dính là ngon à. Ông này cứ ngủ đổ tường. Ngủ đổ tường ông không đổ rồi đó. Nhưng mà thấy thương nhỏ không? Tự nhiên hai lần suýt chia tay, chuyện gì đâu không mà không có liên quan đến ổng gì hết. Dạ. Đúng không? Đó. Nhưng mà rồi thì là thôi bây giờ đến cái phần kia luôn đi. Đó. Nhưng mà là hai đứa là lấy nhau mấy năm rồi? 8 năm. 8 năm. 8 năm luôn hả? Dạ. Wow. Quen nhau 10 năm rồi. Ờ. Là hai bé gái. Dạ. Đúng không? Rồi, chúc mừng nghe. Rồi có định thêm đứa con trai nữa không? Đang tính nói nhân dịp ngày hôm nay, lên lễ này là lên tham dự chương trình Vợ Trong Sau này thì cũng sẽ hứa với anh là đẻ thêm đứa nữa. Còn trai với ông biết. Chút xíu chú Bin sẽ chúc con. Dạ. Có một thằng con trai kháu khỉnh. Đúng rồi. Con yên tâm đi. Dạ. Mà muốn chúc cho nó ngon miệng á là giờ hai vợ chồng phải khui ra hết cái tật xấu của nhau. Thiệt. Đúng rồi, đúng rồi. Khui xong cái là tự nhiên thoải mái, đầu óc không có ấm ức cái đúng gì rồi. Có nhiều nó nói hết cái tối này về tự nhiên đấy. Đó, lạc liền. Chín tháng 10 ngày sau là đẻ thêm đứa nữa. Thiệt. Thôi nãy giờ thấy Dũng im lặng quá. Dạ. Thôi giờ mời Dũng khai mỏ đầu tiên. Ha, ổn định xong cái tổ hợp sữa xong chút cái dính liền. Hả? Vợ con thì nói chung là tại thời điểm này thì vẫn còn nhiều tật xấu. Xấu của vợ bây giờ là bừa bộn lắm. Bừa bộn sao cụ thể? Cụ thể là làm cái gì xong là không có cất lại cho gọn gàng ngăn nắp gì hết. Quang làm tứ quang, đúng rồi, quăng tứ tung. Lấy cái gì ở đâu không bao giờ để ngược lại đúng chỗ đó. Đúng không? Rồi. Rồi là sao giờ là nhiều người đứa bị lắm luôn á. Vậy hả? Ừ. Chị có không? Không. Chị là chị tuyệt đối không thích cái chuyện đó. Vậy hả? Mà nhà chị ngoài chị với mẹ chị ra thì ai cũng bị cái bệnh đó. Có nghĩa là lấy xong là dục tại chỗ, không có cất trở lại chỗ cũ. Vậy hả? Ủa nhưng mà thường là cái người dọn chiến trường là chắc Dũng đúng không? Dạ đúng rồi. Có khi nào hai đứa nhỏ nó phụ ba dọn dẹp? Giờ hai đứa lớn rồi biết phụ ba này giỏi. Nghĩa là ba cha con coi như dọn dẹp. Đúng rồi, giờ ba cha con dọn dẹp. Tính xấu với vợ con tiếp là mua sắm online nhiều lắm mà mua không xài. Bệnh thời đại của các bà. Bệnh thời đại. Đó, nghiện mua sắm. Mua lô luôn chứ không phải là mua từng cái nữa. Đây mua nè, lô. Cô vợ trước coi như là mua sắm mà hai năm rồi chưa mở hàng ra luôn. Đó. Hết đáp dục luôn. Con mua là anh sợ con là vậy nè, là quần áo em mua còn nhiều, còn nhanh hơn tốc độ anh mua móc nữa. Là một lần con mua là con mua con thích đồ bộ lắm, thế là một lần con mua là con mua 30 bộ, 20 bộ, 30 bộ. Trời ơi. Kiểu không có chỗ nhà con ở chỗ nào là cô làm phòng xóm. Hiểu không? Hai chị em mình dọn tới nó mua hơi mấy chục bộ xong bận hết. Qua lụm. Mình làm hàng xóm mình chia bớt mặc giùm. Trời ơi chị mặc được, em mặc sao được? Con Liên. Ờ đó giỡn giỡn em. Con giỡn. Kệ nó. Ừ. Không nó xả nào mình hút ở đó. Vậy đi chút xíu lấy đi chị. Cái ảnh cứ chọc con em nói sao đồ bộ anh thấy mẫu nào cũng giống mẫu nào mà cái con mới cãi lại làm gì có khác màu nhau mà. Cái có một lần con cũng vì cái chuyện đó mà con bỏ bề ngoại một lần luôn. Là giận nhau. Con bữa đó con đi công việc nên con không có ở nhà thanh toán tiền, thế là nhờ ảnh thanh toán giùm. Ảnh cầm nguyên một đống đồ bộ của con xong ảnh con vừa về một cái ảnh hầm hầm cái mặt. Suốt ngày mua. Cái con nghe vậy con tức lên. Ê, con cuốn gói, con chạy thẳng về nhà ngoại con. Cái ngày con về ở với đó. Thế là nó giận á, kiểu giận lên là nói
anh chứ có mỗi cái bộ đồ mà cũng ngồi cầm ràm đó. Anh trả thì em đưa tiền lại cho anh thôi, làm gì anh khó khăn với em quá vậy. Cái thế là con phóng thẳng về ngoại con. Về tới nơi cái hai xu, ba nó mới xì xầm với xu. Gọi xu xu lên gọi điện thoại kêu ngoại, kêu mẹ lên thành phố đi. Cái xu nó gọi điện thoại về gặp bà ngoại. Bà ngoại mới hỏi, ủa gọi về chi vậy? Ngoại, cho con gửi mẹ, cho con ký gửi mẹ con ở ngoài vài hôm nha. để khi nào ba rảnh thì ba xuống rước về. Cái ngoài nói, ủa mẹ đứa nào đó nó chăm đi chứ, tự nhiên ký gửi không có nuôi, không có chứa. Cái thế là nó gọi, nó lại lay ba đó. Bà ngoại không chứa kìa, mai về lẹ đi không tối là mất mẹ. Đó là cái mà một cái câu nữa là thấy nó mâu thuẫn không? Dạ. Tôi mua có 1 bộ. Mà thật ra là có mấy chục bộ lận đúng không? Tôi mua có 1 bộ à, làm gì dữ vậy? Mà thật ra tới mấy chục bộ rồi. Mà hai đứa nhỏ nhà con á lại thích mét. Thế là gọi điện thoại lên mét bà nội luôn. Nói, nội, mẹ Trang bỏ về nhà ngoại vì ba không mua đồ cho mẹ Trang. Con tưởng bà nội la, ai về bà nội cầm điện thoại nói, ba Dũng đâu rồi, đưa đi ba Dũng đây. Cái bà nội làm một hơi cho chồng con luôn. Trang nó thích mua gì cho nó mua, tự nhiên la nó gì cho nó bỏ về ngoại. Làm một hơi xong ba lật đật, ngày hôm sau là ba cha con phóng thẳng về Vũng Tàu đón mẹ lên. Mà đón mẹ là đâu phải đón không đâu, phải mua chuột, mua tặng cái iPhone đập cho thẳng trán vậy nè mới chịu lên thành phố. Quá dữ lộ nặng. Coi như mình kinh nghiệm lần sau tôi kể nó đi. Kể nó cho nó. Nhưng mà tốn iPhone là sắp tới 14 rồi nè. 14 ra rồi. Rồi gì nữa nè? Mua bộn nè, rồi mua sắm online nè. Thức khuya. Dạ, thức khuya, cầm điện thoại coi phim thức khuya. Dạ, thức khuya. Vậy là bên cạnh đó thì cũng nóng tính, mà mỗi lần giận con là không có nói ra liền đâu. Cứ dồn nén bao nhiêu việc nhỏ nhỏ lại để sau đó xả một cục bự vậy. Hả? Xong rồi đi về bà đi ngoại. Đi về bà ngoại. Quá trời quá đất nhỏ này rồi. Đâu có, đi về bà ngoại là mới đây thôi cô. Còn trước đó con giận con chơi kiểu khác nữa. Con ở trong phòng con phá cửa lại. Quá trời quá đất rồi. Con ở trong phòng con nhốt lại mà không ăn cơm. Thế là nhịn ăn một ngày. Ba cha con muốn quá nên leo rào đập cửa sổ chui vô. Mở cửa rồi thấy hai xưa chạy vô ôm mẹ, nói thôi mà mẹ đừng có giận ba nữa, mới đây thôi là mới là giận theo kiểu là bỏ về ngoại chứ trước đó là con ở trong phòng vậy không thèm nói chuyện. Vậy thời iPhone 13 đúng không? Đúng rồi, vừa rồi là con mới được cái iPhone 13. Con đợt trước thì quần áo mua chuộc lại bằng quần áo. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi đi gì Dũng? Dạ mong muốn vợ thay đổi là vợ con được cái nấu ăn ngon lắm. Dạ thì xin nấu ăn cho ông nịnh quá, ông vừa cho hai vợ cho ba kể tới 4-5 tội xong bây giờ bắt đầu ông nịnh là nấu cơm ngon. Phải khôn, phải mong muốn là phải nấu ăn nhiều đó, lên đây phải cho mình được thưởng thức món ngon lâu lâu. Bộ nhà ít nấu ăn lắm hả? Dạ không, ít nấu. À nấu cái gì là tật xấu nữa nghe. Lười là không thích nấu ăn phục vụ chồng thôi đúng không? Đâu có đâu, trước là con nấu nhiều nhưng mà sau này thì công việc của con khá bận. À, vừa có nghĩa là không sắp xếp thời gian vào bếp nấu ăn cho chồng. Đúng rồi. Thành ra là con, nhưng mà khi mà chồng có thèm món gì á là con cũng vào bếp nấu được món đó đó. Chồng đang thèm đây nè, chồng bây giờ thèm con á là phải chịu khó nấu ăn nhiều hơn nữa. Nhớ nha, hạnh phúc là chọn lựa. Đúng rồi. Chọn rồi á là phải giữ. Nghe chưa? Đó. Mà giữ bằng cách nào đơn giản quá. Chỉ ước có nấu ăn ở nhà nhiều thôi. Nấu đồ bổ đi, cho anh ăn đi. Rồi sẽ có thêm một thằng con trai xuất hiện. Thấy chưa? Rồi bây giờ tới con đó. Con á, con thấy ảnh á, tính là anh hay càm ràm lắm con. Yeah. Kiểu giống như ví dụ như mình biết, ví dụ con làm gì đó sai thì anh nói con một lần là con nghe thôi. Nói hoài. Ông cứ nói lui, đi lên ông cũng nói, đi xuống cũng nói. Cái con nói nghe một lần được rồi. Con nạt ổng lại cái ổng mới chịu im. Là cứ hay càm ràm. Rồi còn gì nữa? Cái thứ hai, cái tiếp theo nữa. Có bừa bộn không? Không, anh gọn lắm. Đứa bừa thôi. Anh gọn dữ lắm. Bởi vì phải hỏi chứ. Trời biết đâu mẹ nó cũng bừa nữa. Bừa. Anh gọn đến nỗi mà con mà lỡ quăng đồ ở đâu là con chỉ cần hỏi ổng là con để đâu rồi là ổng chỉ cho con. Nghĩa là sạch sẽ ngăn nắp. Dạ đúng rồi, anh rất là sạch sẽ ngăn nắp. Có nghĩa là có sạch sẽ, tại vì có những ông chồng nghe một ngày tắm 3-4 lần luôn, rất là quá sạch sẽ luôn á. Thì ảnh có gì không? Dạ. Hoặc là vô nhà là không thấy một hạt bụi luôn. Một con bụi, phải nói một con bụi. Đúng rồi. Ảnh sạch, ảnh rất là sạch nha. Ngày tắm một ngày có thể tắm 2 lần chứ con là 2 ngày tắm 1 lần. Chà, tự khui luôn. Vậy là cái tật xấu cái gì? Bổ sung. Làm miếng tắm. Đó. Rồi kể tiếp nè, còn cái gì? Tật xấu của ảnh nữa là ảnh ít khi lãng mạn mà không biết cách thể hiện á con. Thí dụ. Ví dụ như kỷ niệm ngày cưới đi, hẹn hò ha. Thì ảnh cứ làm một cái, ảnh thích đặt ở nhà hàng nào, thích đặt món gì là quyền của ảnh mà. Mình chỉ cần tạo cho mình bất ngờ là em ơi tối nay đi ăn với anh rồi chở tới điểm hẹn thôi. Đằng này anh hỏi em, anh chọn cái nhà hàng này, cái hình ảnh như thế này, món ăn như thế này có được không em? Cái nó hết đâu cái sự lãng mạn. Lãng xẹt luôn. Thành lãng xẹt luôn, có nghĩa là con biết hết mất tiêu rồi. Thành ra là con không thấy
cái độ ấn tượng ở đó rồi đâu nữa. Cho đi học, cho đi học đăng ký sân khấu kịch Hồng Vân. Rồi. Đó, đi học đạo diễn. Đơn giản lắm, để tạo một cái sự lãng mạn cho người phụ nữ hoặc là cho đối phương, đơn giản chỉ cần tạo một cái sự bất ngờ thôi. Đó. Chỉ cần người ta bước vô, người ta có một cái gì đó thì wow luôn, cái đã là mà bạn còn đã tạo có một mà cái chuyên gia tạo bất ngờ cho ảnh, nhiều khi ảnh đâu có biết con làm gì đâu. Thôi chút nữa tạo bất ngờ luôn đi. Bây giờ nếu con về con mong muốn sao, con mong muốn chồng con à, con mong muốn là anh chồng của con thì có thể lãng mạn hơn, tập học hoặc học ở đâu cũng được á, miễn sao mà tạo một sự bất ngờ gì đó cho vợ, để đừng cho vợ biết chứ cái gì hết, cái gì cũng biết hết trơn rồi. Với lại là dành nhiều thời gian để đi du lịch với con nhiều hơn. Có thể là cùng con quay video nhiều hơn để xây kênh TikTok cho bé Su nhà mình. Anh khỏi canh ra. Đâu sẵn đây con mời hai bé lên đây. Hai bé lên. Hai bé này như cũng nổi tiếng TikTok đây nè. Dạ. Nè con. Lên đây. Quê nào? Hai bé Su hả? Dạ, Su chị, Su em hả? Su chị, Su em, Su nhỏ là một Su qua ba, Su qua ba. Một Su qua ba, một Su. Hai Su. Con ngồi đây. Rồi, hai Su. Con chào. Con chào bà, đi con chào bà. Con chào bà Hồng Vân. Con chào ông. Ông Quốc Thuận. Ông Quốc Thuận. Cầu được ước thấy đã là mới nói. Đứng dậy. Con chào quý vị khán giả đi con. Con chào quý vị khán giả. Dạ. Rồi. Hai Su, tức là hai bạn này là có một kênh TikTok đúng không? Dạ đúng và rồi. Và bây giờ cái lượt follow cũng rất là cao. Dạ được thì... 2,1 triệu lượt theo yes. dõi. Vậy thì những content mà các bạn xây dựng cho các bạn á thì hướng về những cái chủ đề gì? À, gia đình vui vẻ và hạnh phúc ạ. Kiểu ba dẫn Su đi mua quà hoặc là ba đưa Su đến trường như thế nào. Rồi một ngày Su ở nhà nấu ăn với mẹ như thế nào. Có nghĩa là video đó là quay những cái vlog bình thường trong cuộc sống thôi mà thể hiện được sự hạnh phúc của gia đình. Ai vô cũng comment là sao mà gia đình cô nhà Su hạnh phúc quá vậy. Ước gì ba mẹ con cũng quan tâm con nhiều giống như ba mẹ Su quan tâm Su. Hầu như là những comment như vậy. Su đọc được chưa? Su đọc được chưa? Dạ đọc được rồi. Con cẩn thận vậy đó. Con đọc được chưa? Con đọc được những comment mấy bạn gửi không? Được. Mỗi đọc vậy con vui không? Vui hả? Su năm nay lớp mấy rồi? Su năm nay lớp mấy? Lớp 2 là sinh năm 2015 đúng không? Bằng với Candy con gái của Đức ha. Thế còn Su em. Chào đi. Su em năm nay lớp mấy? Lớp 2 hả? Bằng không? Bằng với cô nhà em không? Bằng luôn. 2017 đúng không? Dạ đúng rồi. Bằng luôn. Rồi Minh Trúc. Ok, quá đẹp đôi, một đội hình quá đẹp. Đúng chưa? Dạ. Tuy nhiên cần phải có thêm nữa. Phải có thêm một bạn nữa để cho đội hình nó cân đối, đúng không? Thôi, xin chúc cho hai vợ chồng Dũng với Trang ha. Dạ. Sẽ cùng với gia đình Su lớn, Su nhỏ sẽ luôn tràn đầy tiếng cười nha. Yêu thương nhau nhiều hơn. Các bạn đang hạnh phúc bởi vì các bạn đã có một sự lựa chọn cho mình. Hạnh phúc là lựa chọn. Và anh chúc cho qua năm sau sẽ có một thành viên mới nữa. Có thể đó là hai bạn trai nha. Sinh đôi luôn hai đứa con trai đến với gia đình của Trang và Dũng nha. Wow,